Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà nhé. Em vừa về được hai cái chiếc Idobot Roomba 790, hàng phiên bản giới hạn các bác ạ, phiên bản giới hạn, phiên bản đặc biệt nhé. Đi kèm một hộp đồ chơi linh kiện. Đây như các bác nhìn thấy này, đấy, hai con phiên bản tặng kèm, đi kèm hai hộp đặc biệt các bác này, đi kèm hai chiếc điều khiển từ xa. Rất hiếm luôn ạ. Bấm điều khiển từ xa các bác nhá, chạy này. Đấy. Cứ lên chạy thấy ạ. Ôi, dừng thôi, không nó lao lung tung. Hai cái con này thì nó đi theo hai cái điều khiển này. Các bác nhìn này, trên điều khiển này các bác bấm như thế nào thì ở trên này máy nó như thế nhá. Bấm như thế nào trên điều khiển này thì máy nó sẽ nhận diện như vậy luôn. Đấy, hai cái con này thì các bác nhìn nó là phiên bản đặc biệt, nó có màu xanh rất là đẹp luôn. Đấy, hai con rất là đẹp nhé. Hai con này đi theo hai quả pin vẫn còn zin, các bác đảm bảo chạy trên 1 giờ nhé. Pin tốt, chuẩn của nó luôn. Đấy, pin chuẩn luôn nhé. Đây sẽ các bác cài cái thứ ở trên này luôn. Đây ví dụ cài giờ này. Ok, bấm như nào trên máy thì nó sẽ thế. Nó sẽ nhận diện con này, ví dụ ấn nút là chạy đốc này. Đấy, nó sẽ chạy. Tắt này, chỉnh giờ này. Đấy. Hai con. Hai cái điều khiển từ xa. Đấy. Cái điều khiển này đây nữa. Đấy nhé. Đấy, có hai chiếc, hai điều khiển từ xa. Đi kèm một máy, một điều khiển từ xa, một đế sạc, một cục sạc cắm vào đế này hoặc là cắm trực tiếp vào bên sườn máy này các bác này. Model này của Nhật nhé, nó có thêm cục sạc bên sườn. Đây, đi kèm phụ kiện hai cái lọc rác này. Bên này thì còn hai cái Zulo zin này, bên này thì không còn Zulo đâu. Đấy, một cái tường ảo này, tường ảo lọc rác. Hai con này thì một con có Zulo này thì em bán là 4,5 triệu nhé. Một con không còn Zulo thì em bán 4,3 triệu, đều đi kèm phụ kiện như trên hình. Đây, máy móc tình trạng hoạt động ngon lành, bảo hành 3 tháng cho các bác. Đi kèm hai cái điều khiển zin của hai máy. Đây, bác nào có nhu cầu chơi hàng độc lạ VIP phiên bản giới hạn thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.